Vâng, chào các bạn. Hôm nay chúng ta đã có mặt ở đây, ở ngay trước cửa của Bộ Quốc phòng Cộng hòa Liên bang Đức tại Berlin. Đây là trung tâm đầu não và chỉ huy toàn bộ các hoạt động của Quốc phòng Đức tham gia khối NATO và các hoạt động khác trên toàn thế giới cũng như ở trong nước Đức. Theo thông tin chúng tôi nhận được thì Bộ Quốc phòng Đức đã đình chỉ hợp tác cấp cao với Bộ Quốc phòng Việt Nam sau vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Cụ thể, thông báo này ngoại trừ những dự án cũ và những hợp đồng cũ, Bộ Quốc phòng Đức đã đình chỉ tất cả, không thỏa thuận dự án mới, không ký kết bất cứ một hợp đồng quốc phòng nào với Việt Nam. Và người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức đã cho Thời báo .de biết vào ngày 22 tháng 9 năm 2017, phát ngôn viên Bộ Quốc Ngoại giao Đức đã ra thông báo về việc Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Quyết định này có tác động tới Bộ Quốc phòng Đức liên quan đến các cuộc hội đàm và chuyến thăm từ cấp vụ trưởng, cục trưởng trở lên. Và kể từ đó, tới thời điểm tiếp theo, các cuộc hội đàm và chuyến thăm như vậy sẽ bị đình chỉ. Sĩ quan cao cấp của Bộ Quốc phòng Đức cũng cho biết thêm, những biện pháp đã được thỏa thuận từ trước trong khuôn khổ chương trình song phương mỗi năm vẫn được tiếp tục thực hiện ở cấp chuyên viên làm việc. Điều này có nghĩa rằng ngoại trừ những dự án cũ và những hợp đồng cũ, Bộ Quốc phòng Đức đã đình chỉ tất cả, không thỏa thuận một dự án mới nào, không ký kết bất cứ một hợp đồng mới nào với Việt Nam. Được biết, từ nhiều năm nay, giữa Đức và Việt Nam đã liên tục có những hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, đặc biệt là lĩnh vực hải quân, nhằm giúp Việt Nam giảm bớt phụ thuộc vào các phương tiện vũ khí của Nga, củng cố khả năng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam tại Biển Đông. Phía Đức đã được phép của Bộ Quốc phòng cung cấp nhiều động cơ diesel cho tàu quân sự cỡ lớn để Việt Nam có thể tự chế tạo tên lửa tấn công 5.000 được trang bị thiết bị máy của Đức. Bởi vì những động cơ này rất đặc biệt, có thể di chuyển trên những cái quần đảo với những bãi san hô nông. Các thiết bị quân sự hiện đại này khi sử dụng thì cần một đội ngũ kỹ thuật được Đức đào tạo chuyên nghiệp để vận hành, bảo trì trước và sau mỗi hải trình. Đức là một trong những cường quốc đứng hàng đầu thế giới trong công nghiệp chế tạo vũ khí với ưu điểm nổi bật về hiệu năng cũng như độ tin cậy. Nhiều nước đã trang bị cho quân đội những vũ khí của Đức như tàu ngầm phi hạt nhân Type 209, 214, xe tăng Leopard và pháo tự hành. Đức không chỉ bán vũ khí trực tiếp mà còn có thể chuyển giao những công nghệ cho những công ty lớn ví dụ như Hyundai hoặc Daewoo của Hàn Quốc để đóng tàu ngầm 209 hoặc 214 của Đức. Tiềm lực quốc phòng của Việt Nam đang rất còn non trẻ, trình độ có hạn, Việt Nam không có khả năng tiếp nhận những cái công nghệ lớn của Đức như trường hợp của Hàn Quốc. Nên trong chuyến thăm của Việt Nam vào năm 2016, ông Quốc vụ Khanh của Cộng hòa Liên bang Đức hứa sẽ làm hết mình trong hợp tác đào tạo và công nghiệp quốc phòng của Việt Nam. Với lời quan kết này, tiến sĩ Đức, người Đức đã đồng ý bán cho Việt Nam những động cơ để hỗ trợ Việt Nam trong việc lắp đặt cũng như tự chế tạo những tàu tấn công nhanh, và Đức sẽ chuyển giao dần những công nghệ để Việt Nam có thể tự vận hành những cái thiết bị này. Hy vọng được việc Bộ Quốc phòng Đức đình chỉ các đối tác tiếp xúc với quân đội Việt Nam từ cấp cục vụ trở lên sẽ làm cho các nước châu Âu khác thận trọng hơn khi giao tiếp và hợp tác với quốc phòng với Việt Nam, những ảnh hưởng làm suy yếu tất cả những cái quốc phòng của Việt Nam trên bảo vệ biển đảo. Ngay sau khi vụ bắt cóc xảy ra, có lẽ đã nắm bắt được những cái tình hình diễn biến như vậy của bất lợi cho Việt Nam tại Đức và châu Âu, thì Trung Quốc đã liên tục đưa ra những cái xây dựng biển đảo một cách cấp tập, và họ đã đưa vũ khí hàng nặng như máy bay cũng như vũ tên lửa ra để lắp đặt ở những cái quần đảo mà họ đã chiếm đóng trái phép của Việt Nam. Trong hoàn cảnh này, nếu quân đội nhân dân Việt Nam không kịp thời ngăn chặn các hành động bắt người vô pháp của kẻ chủ mưu dẫn tới sự hỗn loạn nội bộ cũng như làm mất lòng tin đối với các đối tác quốc tế, thì chắc chắn trong thời gian tới sẽ xảy ra nhiều cái diễn biến khó lường, gây lỗ hổng lớn cho việc bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Nguy cơ khủng hoảng về an ninh và quốc phòng sẽ là một món quà mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời là chủ tịch Quân ủy Trung ương, bởi vì muốn bắt bằng chuyện Thanh bằng bất cứ giá nào nên đã như một món quà đem dâng tặng cho Trung Quốc, và cái việc này đã gây bất lợi cho Việt Nam rất lớn trên công tác đấu tranh với Trung Quốc trên Biển Đông. Bởi vì khi Việt Nam không tôn trọng các điều ước đã ký kết với quốc tế, đặc biệt là đột nhập vào lãnh thổ Đức và châu Âu để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, thì phía Đức và châu Âu cũng không có cớ gì để binh vực Việt Nam khi phía Trung Quốc vi phạm các luật biển 1982 đã được ký kết. Vâng, chúng tôi Thời báo .de tường thuật từ Cộng hòa Liên bang Đức tại Bộ Quốc phòng Đức, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại các anh các chị vào trong
Vâng, kính chào các bạn. Chúng tôi hôm nay Thời báo chấm đê tại Berlin tiếp tục tường thuật tại chỗ khách sạn Sheraton Berlin, nơi phía sau tôi. Đây là cái khách sạn mà cô Đỗ Thị Minh Phương và ông Trịnh Xuân Thanh đã từng thuê và ở đây trong khi lúc trước khi bị bắt cóc về Việt Nam. Vâng, đây là một khách sạn rất là lớn nằm ở trung tâm của Berlin. Từ đây ra chỗ nơi ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc thì rất là gần, họ chỉ đi bộ qua cái bờ sông bên cạnh là sẽ tới. Theo như khai báo trước tòa thì hôm 19 tháng 7 năm 2017 thì cô Đỗ Minh Phương đã đi một chuyến máy bay của hãng hàng không Air France bay từ Paris về Berlin, và tại đây, tại sân bay Berlin Tegel, ở một cái khách sạn cũng không xa đây, chỉ cách đây vài trăm mét, thì là cái nơi mà Trung tướng Bộ Công an Đường Minh Hưng đã thuê cùng với cả cái nhóm mật vụ của ông ta để ở đây và theo dõi những cái đi lại của cô Đỗ Thị Minh Phương khi cô tới đây. Vâng, vào buổi sáng ngày 19 tháng 7 năm 2017, vào lúc 12 giờ thì chiếc máy bay của hãng hàng không Air France đã hạ cánh xuống sân bay Berlin Tegel. Và từ đây ông Trung tướng Đường Minh Hưng đã theo dõi và ở đó trước khi cô Phương tới khoảng 3 tiếng đồng hồ. Khi cô Phương ra xe taxi vào khoảng lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày thì ông Đường Minh Hưng cùng nhóm mật vụ của ông gồm có ông Đào Quốc Oai và đại tá tình báo Nguyễn Đức Khoa đã lên một chiếc xe X5 Mercedes BMW X5 do được thuê từ Cộng hòa Séc đưa sang chỗ sân bay để đón và đi theo chiếc taxi, những chiếc taxi như thế này để về nơi mà Sheraton mà chúng ta đã thấy ở phía sau này. Và tại đây cô Đỗ Thị Minh Phương đã check in phòng và cũng có những cái đi dạo ở ngay trước cái khu công viên này. Cùng ngày hôm đó, ngày 19 tháng 7 năm 2017 thì ông Trịnh Xuân Thanh nói với bà vợ là bà Trần Thị Dương Nga rằng là ông có phải có việc phải vào trại tị nạn ở vài ngày, cho nên là bà Trần Thị Dương Nga đã đưa ông Trịnh Xuân Thanh từ nhà đến khu trại tị nạn để ông Thanh có điều kiện làm thủ tục giấy tờ. Nhưng ngay sau khi bà Nga rời đi thì một nguồn tin khác cho biết ông Trịnh Xuân Thanh đã đi xe taxi và từ đó đã đến cái khách sạn này Sheraton ở đây, và tại đây ông Trịnh Xuân Thanh đã gặp bà Đỗ Thị Minh Phương là cái người bạn gái của ông đã sang đây thăm ông. Theo hồ sơ khai báo của ông Vũ Đình Duy cho biết thì đây là lần thứ tư ông Vũ Đình Duy cho biết đây là lần thứ tư mà bà Đỗ Thị Minh Phương đã tới Đức, và tới những cái lần trước thì không có xảy ra bất cứ một cái vấn đề gì, nhưng lần này thì đã bị mật vụ Việt Nam theo dõi ngay từ lúc rời Hà Nội sang Paris, bởi vì bay trước chuyến bay của bà Đỗ Thị Minh Phương cũng từ Paris sang Berlin vào ngày 19 tháng 7 có hai mật vụ Việt Nam hạ cánh trước đó lúc 10 giờ hơn 10 giờ đã hạ cánh ở sân bay Berlin Tegel. Đây là cái hồ sơ mà cảnh sát trong lời khai đã được đưa ra. Sau khi ông Trịnh Xuân Thanh ngày 19 tháng 7 đã đến đây thì đã có thời gian sống với bà Đỗ Thị Minh Phương ở đây, và ông ấy đi dạo ở những khu vực xung quanh này. Đây là khu vực rất là đẹp ở trung tâm thành phố Berlin, và cái khách sạn này là khách sạn hạng sang, có giá phòng rất là mắc, và đây là nơi mà ông Trịnh Xuân Thanh và bà Đỗ Thị Minh Phương đã ở đây. Những cái nhân chứng ở trong cái khách sạn này đó là những cái người họ làm phòng, họ cũng tiết lộ rằng đã từng thấy cái hai người này ăn sáng ở khách sạn. Đấy là cái thông tin mà lời khai trước tòa của những nhân chứng là làm nhân viên khách sạn ở Sheraton ở Berlin. Và đến ngày 21 tháng 7 thì sau đó ít ngày thì có một lần ông Trịnh Xuân Thanh cũng từ đây đã gọi điện về cho vợ và nói rằng ông muốn về ăn cơm. Và buổi trưa ngày 21 tháng 7, trước khi bị bắt, ông Trịnh Xuân Thanh còn về nhà ăn cơm với vợ, sau đó lại tiếp tục đi
và như ta biết không phải ở đến trại tị nạn nào cả, mà là khách sạn Sheraton nơi cô Đỗ Thị Minh Phương đã sang. Và cái việc xung quanh đây có rất là nhiều những cái bãi đỗ xe hoặc là những cái chỗ đỗ rất nhiều xe ô tô mà rất khó có thể biết được là ai đậu xe ở đây, vì những người ra vào đây thường xuyên và thay đổi, và đa số vẫn là những người nước ngoài. Cho nên trong thời gian đó khi ông Đường Minh Hưng cũng ở một khách sạn gần đây thì có lẽ có những cái đậu xe của Việt Nam đã lượn lại khu vực này nhiều để theo dõi cái hành trình đi lại của hai người này nhằm ra tay khi phù hợp. Và sau đó đến ngày 23 tháng 7 vào buổi sáng, đó là ngày Chủ nhật, khi có một nhân chứng khác nói rằng là cô Đỗ Thị Minh Phương nói với ông Trịnh Sinh Thanh rằng có một người muốn gặp anh, gặp riêng để có thể trao đổi và đưa những cái thông tin tốt cho anh. Thì chính lúc đó ông Trịnh Sinh Thanh đã đi cùng cô Đỗ Thị Minh Phương đi bộ qua con đường này, chỉ qua đây 500m là đến cái khu vực công viên của Berlin, và tại đây có đội xe mật vụ đã đợi sẵn và đã lập tức là bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh cùng cô Đỗ Thị Minh Phương để ném lên ô tô, và từ đó họ chở thẳng xe chạy thẳng vào đại sứ quán Việt Nam ở Berlin và làm những cái việc còn lại để đưa ông Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam. Trong lúc mà bắt cóc thì cô Đỗ Thị Minh Phương rất ngạc nhiên, bởi vì cô ấy được cho biết rằng là chỉ sang đây ra ngoài khu vực công viên Berlin để gặp người quen. Thế nhưng lại bị bắt cóc, ban đầu cô ấy tưởng rằng đây là cái cướp giật thôi, nhưng mà không nghĩ là bắt cóc. Nhưng mà sau đó rồi khi vào đến sứ quán Việt Nam thì cô ấy biết được những người mật vụ đi cùng nói rằng đây là cái việc có thể là phải làm như vậy, cho nên là cô ấy đã im lặng và họ đã mua, sứ quán Việt Nam đã mua cho cô Đỗ Thị Minh Phương một cái vé máy bay bay cùng một người mật vụ Việt Nam và một người nhân viên đại sứ quán Việt Nam ngay buổi tối ngày 23 tháng 7 để về Việt Nam trên một cái chuyến bay của hãng hàng không Hải Nam Airlines. Đây là hãng hàng không của Trung Quốc, bay từ đây, từ Berlin, và bay qua rất là nhiều nước sau đó về Việt Nam. Thì cô Đỗ Thị Minh Phương vào ngày sáng sớm ngày 24 tháng 7 lúc 1 giờ sáng thì cô ấy xuống đến sân bay Nội Bài, và từ đây thì theo như lời khai của bà Trần Dương Nga, vợ của ông Trịnh Xuân Thanh cho biết, thì cô ấy đã được đưa thẳng vào bệnh viện Việt Đức để chữa cái chấn thương ở tay, ở khoa xương, và sau đó một ít ngày thì cô ấy được đưa đến bệnh viện quân đội 108. Và đây là cái từ đây chúng ta cũng phải biết thêm những thông tin khác về cái cô Đỗ Thị Minh Phương này. Vâng, đây là một cái nơi mà rất quan trọng trong cái hành trình bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, bởi vì từ khách sạn này đã có những cái theo dõi, rồi nó có những cái Lương Trịnh Xuân Thanh ra ngoài công viên. Vâng, sau đó sau khi vụ bắt cóc xảy ra thì ngay ngày 20 sau khi bắt cóc xảy ra thì ngay sau đó ngày 24 tháng 7 thì ông có một người Việt, người Việt kiều Việt Nam ở đây tên là ông Phong, đã được một nhân viên đại sứ quán Việt Nam ở Berlin có tên là Trung nhờ đến cái khách sạn này để lên lấy đồ cho cô Đỗ Thị Minh Phương với một cái giấy ủy quyền có tên của đại sứ quán Việt Nam tại Berlin ký, đó là cô Thu đã ký. Và chính vì vậy cho nên là khách sạn họ, trong cái lời khai của nhân viên khách sạn, họ đã đồng ý cho ông Phong lấy cái đồ của cô Đỗ Thị Minh Phương để đem ra ra sân bay là luôn vào ngày 20, chiều ngày 23 đó, xin lỗi, ngày 23, và sau đó thì cô Đỗ Thị Minh Phương đã bay về Việt Nam. Vâng, đây là khách sạn và tường trình của chúng tôi Thời báo chấm đê ngay trước cửa khách sạn Sheraton Berlin, nơi cô Đỗ Thị Minh Phương đã sống trong thời gian sang thăm ông Trịnh Xuân Thanh, cũng như nơi mà ông Trịnh Xuân Thanh đã đến và thăm cô Đỗ Thị Minh Phương tại đây. Và sau đó thì ông Trịnh Xuân Thanh đã cùng cô Đỗ Thị Minh Phương đi dạo ở công viên phía cách bên này, cách đây chỉ vài trăm mét, và từ đó họ đã bị bắt cóc đưa về Việt Nam. Vụ án, đại án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức vẫn tiếp tục xét xử, và những cái người nhân chứng mới sẽ tiếp tục ra để khai báo thêm những tình tiết. Chúng tôi ở Berlin sẽ tiếp tục tường thuật với các bạn những cái thông tin mới nhất, đưa đến cái sự thật rõ ràng nhất đến người dân trong và ngoài nước.
Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào cái chương trình tường thuật lần sau. Vâng, cảm ơn các bạn.